Vâng, xin chào các bạn đã có mặt tại kênh của Cương. Một số anh em hỏi Cương là cái gỗ lim xanh thì khi mà làm lên thì cái vân nó như thế nào. Thì hôm nay Cương muốn chia sẻ anh em là cái gỗ lim xanh của Cương đây, khi mà làm lên thì cái vân của nó như thế này anh em nhá. Đó. Còn khi mà sau đây Cương sẽ chia sẻ anh em là chi tiết từng tí một, khi mà cái gỗ lim xanh của Cương làm lên, hoàn thiện lên thì nó sẽ ra cái vân như này, chứ không như một số anh em bảo là nó sẽ lên màu đen. Đây là màu xanh rất là đẹp anh em nhá. Một thời gian sau thì nó sẽ chuyển ngả sang cái màu vàng. Vàng rất là đẹp. Đấy, Cương tất cả là Cương để màu mộc hết, nên là anh em yên tâm một điều là Cương không có màu mè gì lên cái tấm gỗ này đâu. Đấy, lên anh em xem là chi tiết cái bề mặt vân này. Đây là Cương quay vào cái buổi chiều nên là nắng nó rất là đẹp luôn, nên là rất là được rất là ăn ảnh. Đấy, Cương phải dùng từ câu rất là ăn ảnh. Anh em xem cái vân gỗ nhá, đây là một bộ đồng vân. Bộ lim này thì có kích thước là rộng 1m72, dài 3m và dày là 15, đồng vân lim xanh tali. Anh em nhìn cái đường vân của nó rất là ok luôn. Nếu anh em nào mà có bất kỳ cái câu hỏi nào về đang thắc mắc về gỗ lim xanh tali thì anh em hãy comment cho Cương. Hãy chia sẻ cho Cương những ý kiến của anh em ở đây để Cương có thể làm video chia sẻ anh em một cách là chi tiết và rõ ràng nhất. Đó là mong muốn của Cương khi làm nên những cái video chia sẻ này, rất mong muốn là anh em mua được những sản phẩm là chất lượng và có giá trị. Đó. Cương giới thiệu đến anh em như này, mục đích là để muốn chia sẻ anh em thật chi tiết thôi. Còn về anh em bán mua hay như nào, hay anh em thực sự là thích mua hàng của Cương thì anh em hãy comment cho Cương, hãy Zalo cho Cương để Cương có thể chia sẻ anh em chi tiết nhất về những cái điều mà Cương anh em còn đang thắc mắc ở đây để Cương giúp đỡ được anh em nhiều hơn. Còn Cương làm những video này là Cương muốn chia sẻ anh em thực sự là rõ ràng và chi tiết. Ở ngoài kia anh em, Cương không biết anh em như nào, chứ nhưng mà Cương muốn chia sẻ anh em rõ ràng về gỗ và tính chất của gỗ. Thì về tính chất của gỗ lim xanh tali này thì anh em phải biết là nó có cái tính chất là cứng là một này, chất gỗ lặng là hai này, không bị cong vênh, co ngót hay là lẻ dăm. Đó là chia sẻ của Cương. Còn như là tất cả những hàng gỗ nguyên khối thì Cương muốn khẳng định là một chút là Cương không khoan đầu bất kỳ cái sản phẩm nào ở đây. Tại vì sao? Tại vì khoan đầu là Cương cũng đã khoan đầu cách đây là hơn chục năm rồi. Nhưng mà sau đó thì nó cũng vẫn bị ngót vào và nó hở ra nếu mà tấm nào nó có bị lứt. Còn thực ra là Cương không thích khoan đầu. Chính vì thế mà khoan đầu thì anh em cứ tưởng tượng hình dung vào khoan đầu cách từ đầu gỗ vào tầm 10 phân. Sau đó mình khoan một cái thanh sắt xuyên qua hai tấm là mỗi đầu là 10 phân nữa, là Cương cứ tính vị chi đi là mất vào khoảng tầm 20 phân gỗ khoan đầu. Nếu mà anh em mà muốn chuyển đổi sang mục đích khác, nhất là gỗ lim, anh em mai sau này anh em làm muốn chuyển đổi sang làm về khuôn cửa hay là như nào đó thì anh em sẽ lại dùng được làm sang cái khuôn cửa. Nếu mà anh em khoan đầu thì anh em lúc đấy sẽ bị nhỡ về gỗ đó, nên là anh em hết sức là chi tiết và cẩn thận về vấn đề là cái khoan đầu. Nên là anh em nào mà chơi theo kiểu như thế thì anh em thật sự là chi tiết. Đó là chia sẻ của Cương anh em nhá. Còn như Cương có nhận được một số câu hỏi của anh em là làm anh em làm công trình thì nên làm bằng gỗ gì? Ở Cương làm bằng gỗ lim thì là có tốt không Cương? Thì Cương muốn chia sẻ anh em một điều là làm về gỗ lim thì rất là tốt rồi, nhưng mà vấn đề anh em phải chọn đúng gỗ lim xanh tali nhá. Còn nếu anh em chọn sang gỗ lim Okan thì chắc chắn là nó sẽ cong vênh đấy. Cương cũng có một số cái công trình mà Cương làm bằng gỗ lim Okan, Cương phải đi bảo hành đúng là hai đấm bằng một đạp, nó lướt hết. Mà bảo hành rất là vất vả luôn. Đó là chia sẻ của Cương. Nên chính vì thế Cương kinh nghiệm rồi. Anh em làm về gỗ lim, anh em làm công trình nhà cửa, anh em phải chọn gỗ lim xanh tali mà làm. Chứ nếu mà Okan đưa vào công trình là lướt hết, mà cong vênh vận vỏ đỗ ra thì chỉ có là tan hết cửa thôi, không có điều gì là thay thế được. Đó là chia sẻ của Cương. Còn anh em hãy nhìn cái đường vân gỗ lim xanh tali này, xẻ ra là nó không cong vênh nứt lẻ. Cương phải khẳng định luôn, đường vân rất là đẹp, vân gỗ rất là đẹp. Còn đây là khi mà để một thời gian là nó sẽ lên màu vàng như này anh em nhé, chứ nó không lên màu xanh đen như là gỗ lim Okan. Đấy, chính vì thế một số anh em hỏi Cương là nó bị đen, thì là nó không đen. Cương khẳng định luôn là nó không đen, mà nó chỉ lên màu cánh gián như này thôi, rất là đẹp. Đấy, đây cũng là một bộ đồng vân. Bộ này thì Cương cũng đã chốt cho một anh ở bên Hưng Yên rồi, nên anh cũng sang trực tiếp nhà Cương và anh mua bộ sản phẩm này. Cương có xin để quay lại tại xưởng Cương đây để chia sẻ đến anh em là
cái câu hỏi là gỗ lim là nó có màu đen không. Thì một số anh em mua gỗ lim mà bị màu đen là anh em là mua phải gỗ lim Okan rồi nhá. Nên là anh em hết sức cẩn thận và chi tiết về gỗ. Còn Cương vẫn làm gỗ lim Okan anh em nhá. Chính vì thế Cương muốn chia sẻ anh em là rõ ràng hết, chi tiết hết để anh em không bị nhầm lẫn. Cương bán lim Okan là Cương bảo là lim Okan, mà lim xanh Tali là Cương bảo lim xanh Tali. Chất gỗ như thế nào là Cương cũng chia sẻ anh em luôn. Còn riêng về dòng lim xanh Tali là Cương khẳng định luôn là không có lẻ răm. Đây anh em hãy nhìn một cách là chi tiết nhất về cái đường vân của nó. Nếu anh em nào mà đang thắc mắc hoặc là chưa hiểu gì về gỗ thì anh em có thể là đặt câu hỏi trực tiếp với Cương ở trên kênh của Cương để cho anh em cùng biết, hoặc là anh em comment vào Zalo của Cương để anh em cùng rõ ràng hơn và chi tiết hơn. Đó là mong muốn của Cương. Còn thực sự là Cương làm những video chia sẻ anh em như này thì Cương không tiện báo giá. Đấy, tại vì sao? Tại vì anh em nào mà quan tâm thực sự thì Cương muốn có một chút thời gian Cương tư vấn anh em một cách là rõ ràng hơn, chi tiết hơn. Đó, nên là anh em thực sự là giúp Cương rõ ràng hơn, chi tiết hơn về cái bề mặt vân. Anh em không hiểu cái điều gì thì anh em hãy comment cho Cương, Cương sẵn sàng chia sẻ anh em một một luôn, để anh em không bị nhầm lẫn bất kỳ cái điều gì. Cương phải nói luôn là anh em mua của Cương cũng được, hoặc là mua ở đơn vị nào cũng được. Đó, anh em có thể gửi hình ảnh cho Cương hoặc là chia sẻ cho Cương những cái điều anh em chưa biết ở đây, để Cương giúp anh em mua được những sản phẩm tốt nhất và giá trị nhất để anh em chơi. Tại vì nhà mình cũng chỉ có không gian đủ để kê một cái bộ này thôi, chứ không phải là kê được nhiều bộ. Chính vì thế anh em thật sự là chi tiết anh em nhá. Tại vì sao anh em mua một bộ hàng hộp mà anh em kê vào trong nhà mà không may mà mình mua phải cái hàng gọi là kém chất lượng, hoặc là anh em bị một đơn vị bán mà cố tình lừa mình, thì lúc đó anh em rất là buồn. Đó, buồn vì sao? Buồn vì người ta không nói thật cho mình. Còn nếu mà đã nói thật rồi thì anh em cứ rõ ràng cứ thế mà mua thôi. Nên là mình biết rồi. Đến lúc mà có ai nói cho mình cái điều mình biết rồi đó thì anh em cũng rất là thoải mái, tại vì mình chấp nhận rồi. Còn đây cũng là một bộ gỗ lim xanh Tali, bộ này cũng là độc vân. Đấy, bộ này thì kích thước là dày 15, rộng vào 1m8, dài vào 3m. Bộ này thì Cương cũng giao lưu với một anh ở trong Bạc Liêu rồi. Đó, thì anh cũng rất là tin tưởng và ủng hộ kênh của Cương, và anh cũng đã mua với Cương bộ này. Đó, rất mong anh em là hãy ủng hộ vào kênh của Cương, hãy chia sẻ cho Cương những cái điều này đến những ai đang tìm hiểu về gỗ lim, những ai đang thắc mắc về gỗ lim mà chưa hiểu rõ về gỗ lim. Cương phải nói là chưa hiểu rõ về gỗ lim thì hãy xem cặn kẽ những cái chi tiết, những cái gỗ lim mà Cương chia sẻ ở đây thì anh em sẽ rõ ràng hơn và chi tiết hơn về cái bề mặt vân. Đó là mong muốn của Cương. Nguyễn Văn Cương xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.